Như thế này có mà rơi sữa. Ôi trời ơi, mày làm cái gì đấy hả? Ô kìa, sao mà con sốt sáng thế? Mẹ đã rửa xong đâu? Người ta mang máy tính trả cho con, nhưng mà các mẹ thấy cái máy tính đó, một tấn bụi bẩn ơi là bẩn, nhất là trong mấy cái khe bàn phím ấy con ạ, bụi lắm. Ừ, mẹ rửa. Thôi mẹ thôi đi, đây là đồ điện tử, nhúng nước vào cái có mà hỏng hết luôn à? Trong này còn bao nhiêu dữ liệu của con nữa. À, nước vào là hỏng hết đấy hả? Trời ơi, nhúng nước này làm sao mà cứu nổi nữa. Con thông cảm nhá, mẹ quen cái thói là cứ cái gì bẩn là đem ra cọ rửa. Mẹ sống ở quê nên là nhiều cái trên thành phố mẹ không biết cho lắm. Thì cũng đành chịu thôi, mẹ bảo mẹ không biết thì cậu cũng dám trách mẹ đâu. Thôi đừng giận mẹ nữa nhá. Lần sau ấy, mẹ hứa cứ động vào đồ của con là mẹ phải hỏi cho rõ ràng. Ơ kìa con, Linh đi đâu đây? Đến bữa rồi, để mẹ nấu cho con ăn. Con không ăn cơm ở nhà đâu, mẹ đừng đợi con ạ. Rồi mẹ ơi, mẹ làm cái gì thế? Mẹ vừa mới lên mẹ đã làm loạn rồi. Vợ con gọi con rối rít, đang làm không yên. Mẹ cho cái máy tính của con Linh vào mẹ rửa nước. Mẹ cho cái máy tính vào nước mẹ rửa. Thế cho nên nó mới nổi điên với mẹ rồi nó bỏ đi luôn. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi là mẹ ơi, mình ở nhà quê chứ mình không phải là ở hành tinh khác đến. Cái máy tính nó là đồ điện tử, mà đồ điện tử nhúng vào nước thì nó hỏng. Sao mẹ làm như thế nhỉ? Hay là mẹ già rồi mẹ lẩm cẩm đấy? Này, mẹ mày đây á, còn tỉnh táo hơn cái đầu mày nhiều. Mẹ cố tình rửa bằng nước để làm hỏng cái máy tính của con Linh đấy. Ủa con tỉnh táo kiểu gì? Cái máy tính mấy chục triệu, hàng đống tiền ra đấy mẹ cố tình mẹ làm hỏng. Thế mày có biết ở trong cái máy tính đấy có những cái gì không? Có cái gì ạ? Mẹ mở được mật khẩu vào nhà rồi nhá. Chả bố nhà anh chứ. Mẹ lên chơi mà không chịu ra bến xe đón mẹ gì cả, lại phải nhờ đến thằng bạn. May mà thằng Pháp đây nó nhiệt tình, chứ không á, mẹ phải bắt xe ôm mà về rồi đấy. Thì con mới bảo với mẹ là thông cảm cho con còn gì nữa. Con đang họp bù đầu ra làm sao mà con về đón mẹ được. Mà sao nhà trống ơi trống hoác ra như thế này? Chắc là vợ anh cũng chưa về đâu nhở? Vâng, cô ấy về muộn lắm. Thôi, mẹ vào phòng mẹ nghỉ ngơi, mẹ cất đồ đi. Phòng mẹ thì con dọn sạch sẽ hết rồi. Lát nữa con về con đưa mẹ đi ăn sau. Bác cảm ơn Pháp nhá. Thôi, bây giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Bác cũng vào trong nghỉ ngơi đây. Hôm nào sang đây ăn cơm với bác sẽ đích thân vào bếp nấu chiêu đãi cháu một bữa. Dạ vâng ạ, thế cháu xin phép cháu về ạ. Cháu bác ạ. Thôi cháu về đi. Cháu chào bác ạ, đây có phải nhà chị Linh không ạ? Ờ đúng rồi, tôi là mẹ chồng của con bé. Ê, cô là ai? Cháu là shipper ạ. Bên trung tâm sửa chữa máy tính có đặt ship và gửi máy tính cho chị Linh ạ. Đây là máy tính đã sửa xong ạ. Còn đây là phần dữ liệu cũng như là các thư mục đã được khôi phục ạ. Bác xác nhận và ký giúp cháu với. Cái gì mà dữ liệu với thư mục của nó để tôi biết gì đâu mà tôi ký. Để bác cứ xem đi ạ. Chứng cứ ngoại tình của chồng. Hả? Cái gì cơ? Thằng ngoại tình à? Cháu chào bác ạ. Làm cái gì mà không nghe máy? Làm thế nào bây giờ? Tí nữa cái Linh nó mà về trước, nó mở cái này ra, nó xem, nó thấy cái này thì làm thế nào? Mà khoan, nếu nó bảo nó gửi cái máy để đi khôi phục dữ liệu thì chắc là nó phải biết hết rồi chứ. Nghĩa là nó đã biết việc thằng Hùng ngoại tình, nhưng mà đang âm thầm điều tra. Không ổn rồi, không ổn rồi, không được rồi. Phải tìm cách giúp thằng con trai mình nó xóa cái dấu vết này đi mới được. Ôi mẹ ơi, thế có nghĩa là Linh phát hiện con ngoại tình rồi à? Thế thì hóa ra mày ngoại tình thật à? Cúi cái thằng này ăn vụng mà không biết chùi mép, để cho vợ nó thu thập một đống bằng chứng. Sao mày làm cái gì cũng vụng về thế hả con? Mẹ mày thông minh bao nhiêu thì mày ngốc nghếch bấy nhiêu. Từ từ, thế có nghĩa là mẹ không trách con vì con ngoại tình, mà mẹ đang trách con là bởi vì con ăn vụng mà không biết chùi mép à?
ngoại tình thì có cái gì mà trách. Đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp kia kìa. Con mà phải đi ngoại tình thì chắc chắn là cái Linh nó chưa làm tròn bổn phận của người vợ, khiến cho con chán nản. Con buồn quá thì con mới phải đi tìm cái thú vui bên ngoài. Mẹ nói quá đúng luôn mẹ ạ. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con thôi. Con nói thật mẹ nha, Linh chán lắm. Đi sớm về khuya, mà đã về muộn rồi lại còn vui đầu vào công việc, không được một cái nước non gì. Nói tóm lại, mày chơi bời cặp kè với con nào cũng được, nhưng mà vấn đề ở đây là phải giải quyết cái con vợ mày đi. Bằng chứng ở trong máy tính như thế là nó thu thập được rất nhiều bằng chứng chứng minh mày đi ngoại tình đấy. Thế chẳng lẽ là Linh cho người theo dõi con à? Cũng có thể. Nhưng mà này, mẹ vẫn thắc mắc một điều, tại sao nó biết con đi ngoại tình mà nó vẫn cứ im ỉm như thế nhở? Này này này, con thử nhớ lại xem nó đã từng có những cái hành động gì lạ chưa? Có mẹ ạ. Em, bữa chính không cho ăn cơm lại ăn phở này làm sao mà no được? Thì đổi bữa đi. Em thấy anh có vẻ chán cơm thèm phở nên em nấu phở cho anh ăn đấy. Em nói thế nào chứ, anh có bao giờ chán cơm thèm phở đâu. Thay lên thuyền. À vợ ơi, hôm nào vợ ở nhà ấy, vợ gọi người về lắp cái rào chắn ở ban công đi nhá. Lắp gì? Thì em biết anh sợ độ cao mà. Nhà thì ở tầng hai mấy, mỗi lần ra ban công sợ lắm, hoa mắt chóng mặt. Không cần phải lắp, đằng nào cho bán. Bán? Bán cái gì? Bán nhà. Em nói chuyện buồn cười thật đấy, tự nhiên đang ở lại bán. Bán hai vợ chồng ở đâu? Thì ai về nhà nấy. Ô, hôm nay bị điểm sao đấy nhỉ, tự nhiên ai về nhà nấy. Em đùa đấy, ăn đi. Đùa không vui. Ô, nó định bán nhà? Vâng. Thì đúng là nó đang âm thầm tiến hành thủ tục ly hôn rồi. Cái nhà này là tài sản chung sau hôn nhân, bây giờ ly hôn thì phải bán đi để chia đôi. Ôi, thế có nghĩa là nếu mà con bị kiện ra tòa mà lại có bằng chứng ngoại tình nữa thì là con mất hết à? Thì sao nữa? Ui, thế thì không được đâu, làm sao mà con không thể nào con ra đi với hai bàn tay trắng được. Thế cho nên bây giờ phải tìm cách làm thế nào gậy ông lại đập lưng ông. Bằng cách nào ạ? Thì bây giờ mày phải nhờ cái thằng Pháp bạn thân của mày đấy, nó giúp cho. Nhé. Em Giai, anh nhờ mày tí. Anh nói đi. Mày tán vợ anh hộ anh gái. Anh nói cái gì đấy, em bị sảng à? Từ từ nghe anh nói hết đã. Thật sự là suốt thời gian qua anh sống cùng bà Linh ý, anh mệt mỏi, áp lực, stress luôn. Anh căng thẳng, không thể chịu đựng được. Bây giờ ấy, anh đánh muốn ly hôn. Trước khi anh muốn nhờ em cái gì thì anh nên nói thật đã. Tao giấu gì mày đâu nhỉ? Em chắc chắn là anh muốn ly hôn chị Linh để đến với một người con gái khác đúng không? Ôi, tôi chết rồi. Sao đến cả mày cũng biết à? Tất nhiên, cái gì em chẳng biết. Em phát hiện ra nhá, dạo gần đây anh rất hay cắm mặt vào cái điện thoại, xong đã thế là còn cười tủm. Trên người còn có mùi nước hoa phụ nữ này này. Thật á? Ừ. Ui dồi ôi, thế này thì chết rồi, bất cẩn thế này bảo sao bà Linh bà ấy biết chứ. Nhưng mà Pháp à, anh em mình thân với nhau, thằng em mà anh tin tưởng nhất bây giờ chỉ có mày mới giúp được anh thôi. Anh đánh stress rồi anh không thể chịu được, bây giờ là bằng mọi giá anh phải ly hôn. Hiểu không? Mà anh thấy á, bà Linh bà ấy ưng mày lắm. Mỗi lần mày qua nhà anh chơi ấy là ôi nào thì em Pháp đẹp trai này, cao to, phong độ, lại còn trắng trẻo nữa, lại còn đúng gu nữa, là bây giờ mày chỉ cần nhả một tí thôi là kiểu gì bà ấy cũng dính, hiểu không? Mặc dù là anh em thân nhưng mà quả này là anh sòng phẳng. Anh thuê mày, mày chỉ cần ngủ được với vợ anh thôi, chụp ảnh gửi cho anh, để anh làm bằng chứng trước tòa, tố cáo là bà Linh ngoại tình. Anh sẽ chuyển cho mày một khoản tiền, bét tè lè nhè luôn, không phải nghĩ. Ok không? Ok bắt tay gái. Chốt. Quá ok luôn em Giai của anh. Hôm nay mẹ đích thân vào bếp nấu toàn những món ngon cho con dâu mẹ đây. Nghe Hùng nó nói dạo này Linh đi làm vất vả lắm đúng không? Vâng ạ, phải vất vả thì mới kiếm được tiền để cho anh Hùng tiêu xài chứ. Em nói nào chứ, thực ra là chồng em cũng đi làm mà. Anh chọn công việc nhàn hạ thì lấy đâu ra tiền để mà chi tiêu cho cái nhà này?
Thôi, nhà mình ăn cơm đi. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Linh ăn đi con. Mẹ nấu toàn món cay nóng, toàn món anh Hùng thích thôi. Chứ mẹ biết thừa là con không ăn được cay mà, đúng không ạ? Mang tiếng là nấu cơm cho con dâu, nhưng mà lại chỉ quan tâm con trai mình thích ăn gì. Mẹ đúng là một người mẹ tuyệt vời đấy ạ. Có thể là em không thích những món này, nhưng có một thứ chắc chắn em sẽ thích. Đấy là thằng Pháp, bạn của anh. Lần trước nó qua nhà mình chơi, em đã khen là Pháp vừa đẹp trai này, phong độ này, xong lại còn trẻ nữa, khỏe nữa. Quá là ưng luôn đi. Ăn đi rồi. Chào cả nhà, làm phiền bữa cơm của mọi người quá. Ui, thêm bát thêm đũa càng vui, ngồi xuống ăn đi. Chị Linh ăn đi. Thôi nhà mình ăn cơm đi nhỉ. Chồng chị với cả mẹ chồng chị xuống mua đồ rồi. Em ăn hoa quả đi. À, Pháp chơi thân với cả anh Hùng, nhưng mà kém tuổi chị với anh Hùng nhỉ? Tuy em nhỏ tuổi, nhưng em không ngại lại máy bay đâu. Ý em là sao? Mỗi lần em đến đây chơi, em đều quan sát chị. Chị khá là để ý em. Nhân tiện, hôm nay không có ai ở nhà, chị cứ bày tỏ tình cảm với em đi. Nhưng mà... chị chóng mặt quá. Công nhận, thuốc của bác hiệu nghiệm thật. Mới uống có một ngụm thôi mà đã ngất rồi. Phải thế thì mới vu được cho cô ta tội ngoại tình chứ. Bây giờ cháu tạo dáng đi, để bác chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Cháu sẽ là người yêu bé nhỏ của con dâu bác. Ê, thằng này, mày làm gì đây? Ăn chụp mà. Không có chụp gì nữa hết. Ô, sao, sao Linh con lại tỉnh dậy được thế hả? Vì tôi chưa bỏ thuốc vào cốc nước của chị Linh. Này, mày làm thế là sao? Mày phản tao à? Anh nhầm rồi, Pháp có phản anh đâu. Mà ngay từ đầu, cậu ấy đã đứng về phía tôi rồi. Mỗi lần Pháp sang đây chơi, tôi đều cố tình khen cậu ấy, để cho anh nghi ngờ rằng tôi có cảm tình với cậu ấy. Chị vô tình thấy ở trong điện thoại của anh Hùng đang nhắn tin với một cô gái khác, mà trong đó bọn họ có nói chuyện rất bậy bạ. Có phải là anh Hùng đang ngoại tình không? Em im lặng như vậy là chị hiểu rồi. Chị à, em là bạn thân của anh Hùng thật, nhưng trong khía cạnh của đàn ông thì anh ấy thực sự không phải là người đáng tin cậy. Nay chị đã nói thế này thì em chẳng còn gì để bao biện cho anh ấy nữa cả. Chị muốn ly hôn với anh ta, nhưng chị phải để cho anh ta mất tất cả. Em có thể giúp chị được không? Chỉ có em mới có thể giúp được chị thôi. Nhưng mà Pháp à, anh em mình thân với nhau, anh phải chia sẻ thật là anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ bằng mọi giá là anh phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Anh thuê mày, mày chỉ cần ngủ được với vợ anh thôi, chụp ảnh gửi cho anh để anh làm bằng chứng trước tòa tố cáo là bà Linh ngoại tình. Thế còn thư mục bằng chứng trong máy tính của cô thì sao? Là giả. Con làm gì có bằng chứng anh Hùng ngoại tình đâu. Cô ấy làm vậy để kích hai người thôi. Nhưng mà bằng chứng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hùng và Pháp, anh thuê Pháp quyến rũ tôi để vu oan cho tôi tội ngoại tình thì tôi có đấy. Như vậy là khi ra tòa tôi có bằng chứng để kiện lại. Em ơi, thế là mẹ con mình nó chơi vú đâu rồi? Tất cả là tại mẹ đây.